nó đẹp không Phượng? Cơm đẹp, cơm đẹp lắm. Xinh. Mặt đen xì này. Mặt đen xì. Đẹp nhất đàn đấy. À không, xấu nhưng mà không phải màu, màu thì đẹp nhưng mà bé. Màu này đẹp nhất. Mập mỡ đang cắn. Hồi bé lại còn cứ tưởng là Duron nhỉ? Ừ, thế mà thay lông thành đỏ đen. Thơm cả. Tay kìa. Có mấy ảnh đây chụp nó kiểu nhỉ, đẹp cực ấy. Tay tay mà dựng lên rất là đẹp. Đang chào tay. Đi. Rồi đi đóng lồng. Đi đóng lồng. Đóng lồng chuyển đi. Thôi, thế thôi. Rồi, chào mọi người. Cho em ấy đi bây giờ đây.